cái câu chuyện nữa mọi người. Thêm một cái câu chuyện nữa thì thấy rất là tức cười. Thấy rất là tức cười mà nó cũng đâu đó nó liên quan tới cái hình ảnh, cái clip mà thầy Quang nói về cái con gà nó gáy á. Con gà nó gáy. Tức là thế này. Cụ thể là câu chuyện của cái một người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt. Đây để thầy Quang cho mọi người xem hình ảnh trước cái đã. Quân nhân gốc Việt Andy Huỳnh chiến đấu cho quân đội Ukraine bị Nga bắt giữ, đối diện án tử hình. Người nhà của Andy Huỳnh yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam xin phía Nga thả người, nếu không đừng trách. Ghê không? Ghê không? Ghê ha, quá dữ ha. Thì đó, thì ở đây thì cái hình ảnh này cái xong xỉu luôn rồi, đúng rồi. Chào mấy ông Trần. Thì trong cái hình này thì họ có kèm theo một cái dòng status của cái nick là Celine Nguyễn, và họ cho rằng đó là bà của cái nhân vật Andy Huỳnh này nè, là người bà nha. Thì vấn đề thưa quan cũng xin nói trước, vấn đề cái thông tin này nó cái độ chính xác nó bao nhiêu thì thưa quan không dám khẳng định, nhưng mà thì mình cũng thấy trên Facebook nữa, đúng mà thấy thông tin thấy cực là lạ thì cũng muốn chia sẻ với mọi người. Thì đây thì cái nick Celine Nguyễn á, có ghi một cái câu ta tốt thế này: phải yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu Nga thả người, được không? Nếu không thả người, chúng ta sẽ biểu tình phản đối cộng sản tại San Francisco. Cộng sản phải có trách nhiệm với cháu tôi. Ô lạ ha, rất là lạ đúng không mọi người? Cá nhân thời quan thấy rất là lạ, nội trong cái câu ta tốt này thời quan thấy có nhiều điều rất là lạ ha. Chúng ta sẽ biểu tình phản đối cộng sản tại San Francisco thì cũng chưa hiểu chúng ta ở đây là ai, là bao gồm những thành phần nào, người Mỹ, người Việt, người Mỹ gốc Việt hay là người Mỹ biết nói tiếng Việt vân vân và mây mây, đó là vấn đề chúng ta tại San Francisco gì đó. Rồi cộng sản phải có trách nhiệm đối với cháu tôi, mình thấy càng lạ nữa đúng không mọi người? Ủa, trong khi cái cậu này là một quân nhân của Mỹ nha, của chính quyền Mỹ, nhưng mà cậu ta là gốc Việt, gốc người Việt, có cái tên là Andy Huỳnh, đã tình nguyện đi chiến đấu cho quân đội Ukraine đó và bị phía Nga bắt giữ. Thì không hiểu Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm gì trong câu chuyện này thì thưa quan cũng chẳng hiểu lắm, nghe rất là lạ. Vấn đề câu chuyện của nhân vật Andy Huỳnh á, thì mình thấy mắc cười thế này nè, thêm một điểm mắc cười nữa thì tôi quan tin rằng chắc chắn khi cậu ta mà quyết định mà đi qua Ukraine đó thì chắc chắn gia đình cậu ta biết, đúng không ạ? Chắc chắn gia đình cậu ta sẽ biết là cậu ta sẽ đi đâu. Thì vấn đề khi biết lúc đó tại sao không có những động thái thế này thế nọ, hả? Không, sao lúc đó lại không lên tiếng là kêu cộng sản giữ cháu giùm tôi hay như thế nào đó, mà bây giờ có vấn đề thì lại đổ thừa cho cộng sản và yêu cầu cộng sản thế này, yêu cầu cộng sản thế nọ, và thậm chí là đưa ra những lời gọi là đe dọa nữa không, mà nếu 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 cộng sản không làm được thì đừng có trách. Nghe rất là ghê gớm. Nghe rất là ghê gớm. Thưa quan, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau. Xin chào tạm biệt, bye bye.